lão đại ngươi liền yên tâm đi làm chuyện ngươi chúng ta chờ đợi tin tức ngươi khải hoàn trở về tất cả mọi người trong chiến đội long kỵ vinh quang đều tự phát đi tới trước đại sành tạm biệt từ dương dù sao một lần viễn trinh đi nội bộ hoàng tộc trung vực như vậy không ai có thể ở bên cạnh từ dương mặc kệ gặp phải khốn cảnh như thế nào đều chỉ có thể dựa vào chính hắn không có các huynh đệ ở bên cạnh đối với từ dương mà nói trong lòng luôn cảm thấy có chút trống rỗng tuy rằng thực lực của hắn căn bản không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ có thể đạt được mục đích của mình nhưng lại nơi tiếp gần đây đã gần 10 năm, đều là cùng Vinh Quang Long Kỵ chiến đoàn mỗi người, sớm chiều ở chung sóng vai tác chiến, đột nhiên lại trở lại ngày một mình độc hành hiệp, Từ Dương thật đúng là có chút không thích ứng. Bất quá hắn rất rõ ràng, đối với hắn mà nói muốn bước ra một đạo phong bia cái thế chưa từng có cổ nhân, nhất định cũng chỉ có thể chỉ còn lại một mình mình, vương có thể đứng ở đỉnh cao trung quy phải học được hưởng thụ cô độc, một lần nữa trở lại trạng thái chiến đấu của một người, cũng có thể vì Từ Dương tiến thêm một bước tăng lên cảnh giới của mình, trợ giúp nhất định Đối với Từ Dương mà nói, hắn hiện tại muốn bồi dưỡng chính là vô cùng vô tận sát ý, mà trong lúc này Từ Dương rất rõ ràng tư thái chiến đấu giống như sói tính mới là phương hướng hắn nên truy đuổi nhất. Để cho mình một lần nữa khôi phục lại bộ dáng một con sói cô độc, mới có thể dần dần mò mẫm đến cực hạn sát ý, từ đó đạt tới tầng thứ 10 nguyên thủy lực lượng khí xoáy trong khát vọng của mình mở ra, từ đó ở lĩnh vực này đạt tới cảnh giới trí tôn chưa từng có cổ nhân. Không cần đem không khí làm cho khẩn trương như vậy, ta cũng không phải đi chết nhìn xem các ngươi từng chút từng chút tiền đồ này đều đem nước mắt nghẹn trở về cho lão tử từ dương đột nhiên ra dạ vẻ nghiêm khắc hô to một tiếng quả nhiên mọi người tuy rằng đều ngừng rơi nước mắt nhưng cả đám đều đều đỏ mắt đặc biệt là nha đầu linh dao này từ khi tìm được từ dương hơn nữa làm bạn với hắn một đường hành trình lại là thời gian 10 năm thoáng qua nàng thật sự không muốn rời khỏi bên cạnh từ dương nhưng lúc này đây nàng rất rõ ràng mặc kệ bất luận kẻ nào đi theo bên cạnh từ dương đều chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn con đường hắn muốn đi nhất định chỉ có một mình hắn. Từ dương lão đại, tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian không dài, nhưng nhân duyên giữa ta và thích thiên đạo tất cả đều là ngươi một tay tác hợp mà thành, mà kệ nói như thế nào ta đều thiếu ngươi một nhân tình thật lớn. Hiện giờ liền đem nhân tình này chuyển cho ngươi, mang theo một quả cần vương lệnh này lên đường, nhất định có thể mang đến cho ngươi trợ giúp không tưởng được, chỉ cần cùng phương diện hoàng tộc trung vực giao tiếp, phần cần vương lệnh này đều sẽ là ngươi thông hành không trở ngại. Trừ phi là trêu chọc đến sự tồn tại cấp bậc vương hầu, nếu không cho dù là thân phận thế tử như ta, sau khi kiếm đạo cần vương lệnh, cũng nhất định phải tất cung tất kính với người. Đợt này của Từ Dương ngược lại không khách sáo gì, chủ động nhận lấy một mặt cần vương lệnh thế tử Vân Hải Dương tặng cho mình. Từ Dương rất rõ ràng lần này xâm nhập vương triều trung vực đánh nhau vẫn là thứ yếu, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là dò xét tin tức. Bởi vậy có một mặt cần vương lệnh này trong tay mà nói, thời điểm cần thiết nhất định có thể mang đến cho mình trợ giúp và ý muốn hắn cũng không khách khí cái gì, thò tay trực tiếp đem cần vương lệnh này thu vào trong túi, sau đó không do dự nhiều hơn, lại cùng vinh quang long kỵ chiến đoàn mọi người lần lượt làm khác, sau đó bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ở cuối tầm mắt mọi người. Thiên hạ không gì không tan yến hội, cho dù là đồng bọn thân mật hơn nữa, đoàn đội cường đại hơn nữa, cuối cùng vẫn phải đi về phía tách biệt, duy nhất có thể làm bạn với mình, như hình với bóng chỉ có cô độc, Học được hưởng thụ cô độc là quá trình bất kỳ cường giả nào muốn bước vào đỉnh phong nhất định phải thích ứng và trải qua. Một người đi trong sa mạc mênh mông, từ dương đem chính mình ăn mặc thành một bộ dáng khổ hạnh tăng, từ bề ngoài thoạt nhìn đây là một người bình thường phong trần mệt mỏi. Hắn thu liễm tất cả phong mang cùng khí tràng trên người mình, dùng phương thức đơn giản mộc mạc nhất mở ra đoạn hành trình này, không biết đi đường cũng chính là quá trình tu hành, từ dương cho tới bây giờ cũng không phải là một người chỉ chú trọng kết cục không chú trọng trải nghiệm hắn dần dần thích ứng hơn nữa bắt đầu hưởng thụ tư thái của một người như vậy giống như một con sói cô độc một mình tản bộ trong sa mạc mênh mông chấp niệm trong lòng cũng trở nên kiên định chưa từng có nhưng mà làm cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là vân hải dương tặng cho mình một viên cần vương lệnh này lại ở giữa đường dẫn phát phản ứng cực kỳ đặc thù kim quang nhàn nhạt, nhạt ở trên bản thể cần vương lệnh tản mát ra bao phủ thân thể từ dương mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đặc thù cùng lúc đó hai mảnh vỡ ngọc cổ trong cơ thể hắn tựa hồ cũng bởi vì đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt, này sinh ra một loại cộng hưởng cực kỳ mãnh liệt tiểu hòa lúc trước đã lâm vào ngủ say rất nhanh liền khôi phục ý thức tự chủ a à dương người không cảm thấy cái cần vương lệnh này có chút không giống sao trên người hắn tản ra một loại khí tức thập phần quỷ dị càng giống như một loại chỉ dẫn ta đề nghị ngươi hảo hảo điều tra một phen khí tức này đến tột cùng có bí mật như thế nào hoặc là thử đem nó dung hợp với khí tức của mấy mảnh ngọc cổ trong cơ thể ngươi một chút xem có thể phát sinh phản ứng gì không tưởng tượng nổi hay không sau khi được tiểu hoa chỉ dẫn, Từ Dương không chút do dự đem hai mảnh ngọc cổ khác đồng thời triệu hoán ra, đem chơi ở trong lòng bàn tay, lại đem một quả cần vương lệnh quý giá cùng hai mảnh ngọc cổ này đặt cùng một chỗ. Quả nhiên, kim sắc quang mang cùng cổ ngọc vô cùng thông suốt màu lam khí tức hoàn mỹ dung hợp, xen kẽ tung hoành lại minh vận mà sinh ra một loại linh hồn khí tức ba động cực kỳ đặc thù. Cơ hồ cũng trong nháy mắt này, linh hồn truyền âm của nữ thần trăng trong ngọc cổ đã đến thế giới linh hồn của Từ Dương. Chủ nhân, ta có một loại dự cảm một viên cần vương lệnh này hẳn là bao dấu vị trí chân chính chỉ dẫn khối cổ ngọc mảnh nhỏ thứ ba chẳng qua linh hồn khí tức trong một viên cần vương lệnh này cũng không hoàn chỉnh nếu ngươi có thể thử tập hợp toàn bộ bảy tấm cần vương lệnh rất có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ Từ dương cũng không phải hoài nghi nguyệt chi nữ thần làm ra chỉ dẫn cho mình chỉ là hắn lại nghĩ không ra vì sao khí tức cần vương lệnh này có thể cùng khí tức mảnh vụn ngọc cổ sinh ra cộng hưởng mãnh liệt như vậy nguyệt chi nữ thần tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nghi hoặc trong lòng từ dương giọng điệu lạnh nhạt nói. Sở dĩ giữa hai người có thể phát sinh khí tức xung hợp biến hóa là bởi vì bên trong cần vương lệnh này có được một bộ phận bản nguyên lực lượng mảnh vỡ ngọc cổ. Nói cách khác, bảy tấm cần vương lệnh này rất có thể ẩn chứa bí mật nào đó liên quan đến phong ấn cổ ngọc, mà nguyên bản này vốn là bí mật không ngoại truyền trong hoàng tộc trung vực. Chỉ sợ ngay cả thập bát thế tử kia cũng không rõ ràng lắm, chỉ có huyết mạch dòng chính của hoàng tộc mới có thể nắm trong tay bí mật như vậy. Đương nhiên còn có thất đại vương hầu của trung vực hoàng tộc, cũng chính là chủ nhân của bảy tấm cần vương lệnh, trong bọn họ hẳn là cũng có người biết bí mật này. Từ dương có một loại suy đoán thuộc phần táo bạo, có lẽ truyền thừa căn cơ chân chính của trung vực hoàng tộc nhất mạch, hoặc là bảo tàng hoàng tộc lớn nhất toàn bộ bộc châu đại lục, có lẽ chính là thông qua bảy tấm cần vương lệnh này làm chìa khóa, bị vĩnh viễn phong ấn ở một nơi nào đó. Mặc kệ trước mắt nếu nguyệt trì nữ thần đã xảy ra một loại lựa chọn như vậy, quyết đoán mở ra hành trình thu thập sáu tấm cần vương lệnh khác, dù sao đây cũng là manh mối duy nhất hắn nắm giữ liên quan đến nơi ở của hai mảnh vỡ còn lại, chỉ có thể dọc theo một đầu mối duy nhất này truy xét. Nếu mục tiêu hiện tại đã rõ ràng, mà cần vương lệnh ngươi trong tay thất vương gia đã có được, kế tiếp chúng ta đi vương phủ khác một lần đi. Nghe được tiểu hoa nói như vậy, từ dương lại khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười. Không nóng này, ta ngược lại cảm thấy trước tiên tìm được một bộ thân thể thích hợp mới lại ưu tiên hàng đầu, mặt khác trước mắt chúng ta mất đi những trợ thủ khác, hiểu biết về hoàng tộc trung vực cơ hồ bằng không việc cấp bách cũng cần một cái ánh mắt có thể chỉ dẫn con đường phía trước cho chúng ta mang theo mục đích như vậy từ dương quyết định thay đổi lộ tuyến tiến lên hướng một thành bang an dương thành lớn nhất phụ cận hoàng tộc tiến vào căn cứ tình báo thu thập được trên đường từ dương hiểu được an dương thành chính là một trong năm trọng trấn trong trung vực hoàng tộc nơi này các phương diện phát triển đều tương đối phồn hoa quan trọng hơn là ở an dương thành loại đại đô thị đỉnh cấp này có được cứ điểm đóng quân của các thế lực vương hầu lớn Chính cái gọi là địa phương có người thì có giao dịch, nơi có giao dịch tự nhiên sẽ có tin tức, chỉ cần mình có thể xuất ra đầy đủ lợi thế, tin tưởng mình nhất định có thể ở An Dương thành loại địa phương này tìm được ánh mắt có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu của mình. Thời điểm Từ Dương tiến vào An Dương thành, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, buổi tối loại thời gian này Từ Dương lúc trước đều là đang chạy đi, hiện giờ vừa mới vào thành, hắn tính toán nghỉ ngơi trước một đêm, vì thế liền tìm được một khách tương đối náo nhiệt ngồi xuống. Quả nhiên ở loại địa phương khách này nhiều người tạp rất dễ dàng có thể tìm hiểu một ít tin tức. Từ dương giờ phút này bộ dạng phong trần mệt mỏi người đi đường ăn mặc có vẻ đặc biệt không đáng chú ý. Một mình ngồi ở trên bàn ở giữa góc, tự mình uống trà. Ngược lại mấy bàn bên cạnh tụm năm tụm năm, náo nhiệt náo nhiệt đang thảo luận chuyện gì. Từ dương cái nhìn sâu sắc kinh người cỡ nào, lấy cường độ linh hồn của hắn, toàn bộ khách làm hạch tâm trong phạm vi 10 dặm. Thanh Nguyên ở bất kỳ một góc nào cũng có thể bị tinh thần lực của hắn trong nháy mắt tập trung. Bởi vậy hắn nhìn như đang uống trà, trên thực tế chính là một cái radar sống điên cuồng tìm kiếm tin tức những người xung quanh nói chuyện với nhau. Quả nhiên, ngay tại cái bàn cách đó mười mấy thước, trong cuộc đối thoại giữa ba năm người, Từ Dương nghe được một ít tin tức mình cảm thấy hứng thú. Mấy người gần đây có việc gì tốt không? Giới thiệu giới thiệu với anh em ta là thiếu tiền, tuần trước ở sòng bạc, lại mù ta ba vé bạc, gần đây thật sự là trong tay. Con khỉ lớn bên cạnh vẻ mặt thần khí mở miệng. Ngươi nếu hỏi như vậy, ta còn thật sự có thể cho ngươi một đề nghị, chỉ là không biết thực lực của người rốt của có thể tiếp được công việc này hay không, gặm được khối xương cứng này. Quả nhiên người thanh niên thiếu tiền kia đem thắt lưng đao trong tay đập lên mặt bàn. Người nói như vậy chính là xem thường tam ta, nói đi, toàn bộ An Dương Thành còn có cái gì ta không lấy được. Dâu Gia hư cười một tiếng. Chính là bằng văn chữ vàng của năng nhân quán hiện tại, công việc trong phủ lục vương gia mời chào 18 cường giả, áp giải một nhóm ngân lượng, đi tới Tam vương gia cầm tú sân trang cách đó hơn 600 km không ai biết số tiền cụ thể của nhóm tư bạc này đạt tới bao nhiêu, đối ngoại cũng tuyệt đối giữ bí mật. Hơn nữa, 18 người trích kim bảng này đều phải ký sinh từ trạng, còn phải trải qua kiểm tra thân phận thập phần nghiêm khắc. Hiện tại, nhiệm vụ của kim tự bảng văn lần này đã chuyển ra trong toàn bộ giới tu luyện thành an xương, lại cộng lại cũng chỉ có 10 người đến ứng tuyển. Một việc lớn như vậy, nếu người có thể tiếp nhận được, người ngẫm lại mấy tấm ngân phiếu trong khu còn coi như là một đồng tiền sao. Nghe được sâu riêng này nói một phen, từ dương lập tức động tâm tư đang định đứng dậy rời đi, lại nghe được sâu ria này lại mở miệng. Theo ta được biết yêu cầu của kim tự bảng văn này rất cao, hơn nữa mấy người đi ứng trinh đã thông qua, không thể nghi ngờ không phải là cường giả đứng đầu. Nói trắng ra, người nếu không có thủ đoạn hơn người cùng tuyệt hòa tinh xảo, rất khó dung nhập vào trong đoàn đội kia, mỗi người đều là người ăn thịt người, nếu không, hoặc là một tiêu cục trực tiếp làm lại công việc này, bằng không người ta cũng không có khả năng kêu các người ký sinh tử trạng. Quả nhiên nghe đại hầu tử nói một phen, Người trẻ tuổi cao gầy kia có chút do dự, dù sao giống như loại bằng văn chữ vàng cấp bậc này, hai ba năm cũng sẽ không xuất hiện một lần, trên cơ bản đều là thanh âm vương tộc giữa mấy đại vương hầu, cường giả đứng đầu không có danh tiếng và thành tựu nhất định, căn bản không dám nhận nhiệm, nhiệm vụ như vậy. Đương nhiên loại bảo tiêu này làm ăn thành công danh sách càng nhiều, độ tín nhiệm tự nhiên cũng càng cao, nếu như thật sự có thể thuận lợi hoàn thành phiếu lần này, không thể nghi ngờ, thanh danh trong giới cũng tương đối lớn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, từ Dương khô chén trà trong chén, đứng dậy tính tiền rời đi, đi thẳng đến năng nhân quán ở giữa thành An Dương. Theo lý thuyết năng nhân quán này là nơi chuyên môn công bố các loại nhiệm vụ thuê mậu trong sân, coi như là địa điểm có thể tập hợp cường giả. Bất quá nhân quán này xưa nay có một quy củ, 10 giờ sáng mở cửa lúc 4 giờ chiều đã sớm đóng cửa, bởi vậy chỉ có thời gian buổi trưa mới là thời gian trung tâm tập kết cao thủ, hiện tại đã là 9 giờ tối cửa lớn đã sớm đóng chặt. Nhưng mà đối với Từ Dương mà nói, những quy củ ước định tục thành này tự nhiên cũng chỉ là cho tục nhân chế định cường giả cấp bậc như hắn làm sao có thể tuân theo quy củ thế tục như vậy trói buộc đi tới trước mặt cánh cửa có được lực lượng phát trận gia trì trước mắt này nhẹ nhàng phất phất tai đạo môn hộ này liền tự động đầy ra hai bên căn bản không truyền ra một chút sóng dư âm nào càng làm cho người ta khó có thể tin được chính là từ dương vẻn vẹn chỉ là một động tác nhẹ nhàng phất tay thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng không có phóng thích ra liền hoàn toàn không để ý đạo môn hộ này bên ngoài phòng ngự pháp trận, lực lượng như vậy há có thể là cường giả tầm thường có được thực lực. Môn hộ mở ra trong nháy mắt, trong sân yên tĩnh kỳ lạ, cường giả cho tới bây giờ đều có quy tắc nghỉ ngơi độc quyền của mình. Lẽ ra từ dương dùng phương thức bất lịch sự tiến vào trong quán như vậy, nhất định sẽ bị các cường giả đỉnh cấp kháng cự. Quả nhiên, đẩy cửa lớn đi về phía trước không đến ba bước, một đạo khí tức lạnh như băng túc sát, không chút do dự từ trong một gian phòng xá trải mặt mà đến, ngay sau đó, dưới đêm tối vô số chủy thủ huỳnh quang liên tiếp lóe ra mỗi một đạo chủy thủ vô tư tập trung vào vị trí mi tâm từ dương nhưng mà hắn ngay cả nhìn cũng không thèm lướt mắt một cái cứ như vậy tiếp tục đi tới thân thể tự động ngưng tụ ra một đạo quang mang nội liễm khí tức thủ hộ bất kỳ chủy thủ nào trong nháy mắt đánh tới bức tường hộ thể này tất cả đều không hề báo trước mà đi về phía sụp đổ muốn chặn đường thì nhanh chóng hiện thân không nên làm loại thủ đoạn giấu đầu lộ đôi này ở trước mặt ta bất luận thủ đoạn nào cũng không có ý nghĩa gì nếu như không có can đảm này, liền tự mình nghỉ ngơi đi. Thanh âm của Từ Dương rất nhẹ rất thấp, lại có thể dễ dàng bao phủ khắp mọi ngóc ngách của năng nhân quán, tất cả cường giả dạ ẩn nấp trong bóng tối đều mở hai tròng mắt lạnh như băng vào giờ khắc này. Chỉ là trong nháy mắt, vây, các phương hướng trong sân đồng thời bắn ra hơn 10 đạo thân ảnh, không biết trong hơn 10 người này có hơn phân nửa, tất cả đều là khách quý của tài nhân quán đã tiếp nhận kim từ bảng văn. Ta nhất định phải thừa nhận thực lực của các hạ rất mạnh, nhưng cho dù thực lực cường đại như thế nào, cũng phải tuân thủ quy củ của năng nhân quán, nơi này là An Dương Thành, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tạm thứ tự. Năng nhân quán có quy tắc của mình, vượt qua 4 giờ chiều sẽ không tiếp đãi bất luận kẻ nào, mặc kệ người thân phận gì, đều phải tuân thủ quy tắc như vậy, nếu không sẽ không có tư cách tới nơi này tiếp nhận nhiệm vụ. Từ Dương cười ha ha. Ta nói quy củ đều là các ngươi định, tự nhiên cũng đều là ở các ngươi người như vậy đi tuân thủ, mà ta không bị bất luận cái gì trên thế giới này quy tắc trói buộc. Từ Dương vừa dứt lời, hơn 10 đạo bóng đen này liền đồng thời ra tay, mỗi người phóng thích ra khí tức rất chóc thờ phần cường đại, hiển nhiên bọn họ đều vô cùng bất mãn với hành động cùng lời nói tràn ngập mạo phạm của Từ Dương, tất cả đều đã chắc chắn muốn dùng thực lực của mình bảo vệ vinh quang. Rất tốt, các ngươi nếu đã quyết định rằng buộc cùng một chỗ ra tay với ta, vậy ta cũng sẽ không có gì khách khí, tốt nhất là xuất ra thực lực cường đại nhất của các người cam đoan các người sẽ có kết quả như thế nào. Từ dương nhẹ nhàng rậm một cái, khí tức vô cùng lạnh như băng trong nháy mắt bộc phát, chung quanh hư không không hề báo chức ngừng tụ ra vô cùng vô tận kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm phong thần kiếm huyễn hóa ra đều tương ứng với một mục tiêu tiến công khác nhau bay ra ngoài, trong toàn bộ quá trình từ dương lại không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng mà chính là những hư không kiếm quang này cũng đã tạo thành áp chế khí tức lớn đối với những bóng đen này, từ dương đại khái cảm thụ được một đợt mười mấy bóng đen này thực lực đại khái đều ở lam giai đỉnh phong đến từ cấp sơ giai trình độ loại cấp bậc này trong vinh quang long kỵ chiến đoàn đều là nhân vật bị đánh làm sao có thể ở trước mặt lão đại như hắn đòi được tiện nghi gì đây đừng nói là mười mấy loại thực lực này coi như là hàng trăm ngàn người đồng thời xuất thủ cũng không có cách nào đả thương từ dương một chút nào hai bên căn bản là khác biệt giữa trời và đất bất quá vì tận khả năng bảo trì khiêm tốn từ dương căn bản không có biểu hiện ra bất kỳ thủ đoạn cùng công pháp cường đại nào chỉ là dùng phương thức đơn giản nhất chặn miệng những người tạm thứ này mà thôi. Ha ha, nếu như các người vẻn vẹn chỉ có một chút thực lực như vậy mà nói, ta đề nghị các người nhất định phải bảo trì bình tĩnh, ngàn vạn lần không nên làm hành động khác thường, nếu không, ta thật sự lo lắng chính mình sẽ thoáng dùng sức đoạt đi tính mạng của các người. Nói như vậy từ dương nhẹ nhàng ở trong hư không đánh một cái, chung quanh phiêu đã vô số ngọc cốt thần kiếm kiếm quang dĩ nhiên đều trong khoảnh khắc hoàn toàn vỡ vụn, mỗi một đạo kiếm quang nghiền nát khuếch tán ra kiếm đạo khí tức ở trên bầu trời năng nhân quán này ngưng tụ thành một đạo kiếm phong quang hoàn thật lớn từ trên xuống dưới ầm ầm hàng ngâm khoảng cách tập trung bộc phát trong khoảnh khắc liền phá hủy hơn 10 bóng đen trước mắt tạo thành đoàn đội phản kháng đem hơn 10 đạo thân ảnh này đồng thời đánh bay ra ngoài sau khi biểu hiện ra thực lực của mình mình mấy bóng đen chật vật đứng lên phía sau cũng không dám có bất kỳ động tác tạo thứ nào nữa tất cả đều tất cung tất kín đi tới trước mặt từ dương đối với hắn tất cung tất kín dĩ lễ đối đãi Hiển nhiên bọn họ đều bị thủ đoạn vừa rồi của Từ Dương hoàn toàn chinh phục. Là chúng ta có mắt không chồng, các hạ thân thủ như vậy đi tới năng nhân quán, nói vậy cũng là vì vàng mà đến chứ. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Ta muốn gặp người chủ sự các người, đúng lúc này vừa dứt lời, cửa ngõ phủ đệ cao nhất phía trước còn mở ra, từ đó đi ra một nam tử hoa phục khuôn mặt phẳng hòa. Người này cũng không tính là vương hồ đời nào, nhưng khí chất quý tộc trên người hắn vừa nhìn đã biết là người quanh năm giao tiếp với người hoàng tộc trung vực người giang hồ dương ngũ gia trong lời nói từ dương đối với ngũ gia này có hiểu biết nhất định tên này là quanh năm làm vệ sĩ làm ăn ở an dương thành lúc này đây cũng là quản gia trong phủ lục vương gia đem việc làm của bằng văn chữ vàng ngày giao cho ngũ gia chỉ là ước chừng 3 tháng trôi qua ngũ gia trang vẫn không thể gom góp đủ phát động đoàn đội lần này đi tiêu buôn bán cũng chỉ có 10 đạo bóng đen này trải qua khảo nghiệm thân thủ bất phàm của các hạ người đã chứng minh thực lực của ngươi với tất cả mọi người trong đoàn đội của chúng ta hiện tại chỉ cần thông qua một hạng khảo hạch khác là có thể gia nhập đoàn đội từ dương lộ ra một nụ cười bình tĩnh về thân phận cùng chi tiết của ta các ngươi không cần hiểu rõ nếu như các ngươi tin tưởng chỉ cần thêm một mình ta chúng ta lập tức có thể xuất phát theo ta được biết chuyến tiêu này gửi đến sơn trang nơi tam vương gia ở sơn thủy lưu khấu các loại thế lực địa phương tầng tầng lớp lớp bởi vậy nhiệm vụ hộ tống tiêu doanh lần này hung hiểm dị thường Ngươi cho dù tiếp tục chờ đợi cũng đối với toàn bộ thực lực tổng hợp của toàn bộ đoàn đội không có tác dụng trợ giúp gì ngươi chỉ cần chấp nhận một mình ta đảm bảo ngươi lần này đi tiêu có thể thuận lợi giao hàng tất nhiên ta nhận được hoa hồng cao hơn 50 điểm so với những người khác nếu ngươi sẵn sàng trả thêm hoa hồng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào Ngô gia trong tay đùa giỡn hai viên ngọc long bảo châu mặt mỉm cười nhìn chăm chăm từ dương nửa ngày rốt cục vẫn nhẹ nhàng gật đầu được ngươi ký phần giá sinh tử này đều dễ nói ngày mai chúng ta có thể khởi hành mười mấy bóng đen khác tự nhiên không dám có nhiều dị nghị dù sao bọn họ đối với ngũ gia đều thập phần tôn trọng huống chi thực lực của từ dương cường đại cỡ nào vừa rồi bọn họ đã linh giáo qua bằng vào thực lực như từ dương cho dù là giặc sơn tạc quy mô bình thường căn bản không có khả năng làm bất cứ hành động gì ngày hôm sau ngũ gia mang theo một người hộ tống khác trong đó có từ dương mang theo một nhóm tiêu ngân bí mật này xuất phát từ thành an sương đi thẳng đến cẩm tú sơn trang dưới trứng tam vương phủ cách đó mấy trăm dặm dựa theo tính toán của ngũ gia Toàn bộ hành trình cần đại khái 6 ngày, hành trình 3 ngày đầu tiên, hết thảy thuận lợi, đoàn xe đi qua nơi nào, có thể nói là không ai dám đánh bại mũi nhọn của nó. Trung quanh cũng có không ít giặc sơn tạc, nhưng nghe được tên ngũ gia cùng với lần tiêu bạc này liên quan đến thế lực vương hầu, đám giặc sơn phỉ không có thực lực đủ cường đại, căn bản không dám đánh chủ ý với phi tiêu này. Nhưng mà ngay ngày thứ tư trên đường vận tiêu, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ hoàn toàn, đoàn đội sau khi đi qua một sơn cốc, gặp phải một giặc sơn tạc có quy mô chừng 2.000 người, hơn nữa theo quan sát của Từ Dương, nhóm người này bình quân đều có thực lực làm cấp trở lên, có thể nói là một đoàn đội cường đại nhất trong sơn vực phụ cận. Ha ha ha, đã sớm nghe nói qua kim tự bảng văn ở An Sương Thành, chỉ cần làm thành một phiếu này là có thể ăn hắn mấy chục năm, các huynh đệ chúng ta cũng có thể rửa tay bằng chậu vàng. Hôm nay rốt cục đợi đến khi các người một tiêu, mau buông tiêu ngân xuống, ta tha cho các người không chết, nếu không hậu quả các người tự nghĩ, hơn hai ngàn người làm mười mấy người các người phòng trường đến lúc đó ngay cả một ngón chân các người cũng không tìm được đi ha 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 bọn sơn phỉ điên cuồng cười to đúng lúc này ngũ gia sắc mặt bình tĩnh xoay người lại cho từ dương một cái ánh mắt từ dương lúc này biết ý cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đi tới phía trước toàn bộ đoàn xe thậm chí trong tay ngay cả một thanh vũ khí cũng không có cứ như vậy bình tĩnh nhìn lướt qua chung quanh cho các ngươi 10 giây thời gian chạy chối chết 10 giây sau tất cả mọi người trong phạm vi tầm nhìn của ta sẽ hoàn toàn cáo biệt thế giới này thanh âm của Từ Dương rất bình tĩnh, nhưng tràn ngập lực xuyên thấu khó có thể kháng cự. Chỗ đi qua, chính xác truyền đến trong tai mỗi một cường giả sơn phỉ. Nhưng mà bọn họ đưa ra đáp lại vẻn vẹn chỉ là khinh bỉ cười điên cuồng. Tiểu tử ngươi hẳn là nằm mơ còn chưa tỉnh ngủ chứ? Chỉ bằng ngươi một người dám nói chuyện với chúng ta như vậy, ngươi có biết người đứng ở đây rốt cuộc là loại thực lực như thế nào? Bọn tiểu nhị này của ta lưỡi đao liếm máu đã mấy chục năm, trên con đường này còn chưa từng có bất kỳ một cái tiêu nào không lưu lại chút gì là có thể bình yên thông qua ngươi nếu là thức thời, mau ra khỏi tầm mắt của chúng ta, nếu không lão tử là người đầu tiên chém xuống đầu chó ngươi. Từ dương đối với một ít thanh âm chung quanh đếch tai ngơ ngùn ùn ùn, sau khi mình nói xong, liền bắt đầu yên lặng đứng ngược trong lòng. Cùng lúc đó trên người hắn xuất hiện ra vô cùng cường đại giết chóc khí tức, cái loại này khí tức màu sắc cùng phong mang dĩ nhiên hiện ra máu tươi giống như âm hồng sắc. Đây cũng chính là từ dương trong khoảng thời gian này tu luyện bản thân sát khí trưởng thành thành quả. Đã ngưng tụ ra khí tức giết chóc thực chất so với lúc trước, có trình độ tăng lên rõ ràng, đáng buồn là đám lưu khấu ở hiện trường căn bản không ý thức được bọn họ gặp phải một tồn tại như thế nào, từ dưng căn bản sẽ không để ý bất kỳ hoạt động tâm lý nào của bọn họ lúc này, chỉ biết dựa theo tiết tấu của mình từng chút một tiếng lên chiến trường. Đáng tiếc là trong nháy mắt khi từ dương nói ra một cái cuối cùng, tất cả giặc sơn phỉ trong tầm mắt căn bản không có bất kỳ người nào có động tác, như vậy một trận xếp chóc chính thức tiếp theo liền hàng lâm. Từ dương mở mạnh hai mắt ra, đồng tử đỏ bừng như máu, điên cuồng bắn về phía đại địa pháp tắc, vào giờ khắc này toàn bộ sơn cốc bắt đầu kịch liệt chấn động tất cả cường giả đứng đầu đứng trên núi sau khi phát hiện không ổn đều trước tiên đều lui về nhưng mà từ dương đã hạ lệnh cách sát lệnh đối với tất cả mọi người nơi này ánh mắt huyết sắc đỏ bừng bao phủ từng linh hồn tất cả đều vào giờ khắc này theo bản năng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên bọn họ không có cách nào phản kháng cũng không biết nên phản kháng như thế nào cứ như vậy bình tĩnh chờ đợi lực lượng phán xét hàng lâm rốt cuộc khi cả thế giới khôi phục bình tĩnh lần nữa hai ngàn người trước mắt này tất cả đều mất đi màu sắc của đồng tử mỗi một gã giặc sơn phỉ lưu khấu hai mắt đều biến thành màu xám trắng đó là mất đi linh hồn tượng trưng hơn nữa hoàn toàn mất đi tất cả động tác phản kháng bởi vì linh hồn của những người này đã triệt để đi về phía dập tắt từ dương đạt thành một loại cục diện như vậy chỉ là phóng thích sát ý cường đại trời ơi tiểu tử này rốt cuộc là ai chính xác thì nó đến từ đâu tại sao hắn lại có một lực lượng mạnh mẽ như vậy nếu tên này đột nhiên đem mục tiêu rơi vào tiêu bạc chúng ta nên ứng phó như thế nào đây? Ngũ xa lúc này vẻ mặt đã mồ hôi điên cuồng đang suy nghĩ một vấn đề như vậy, hắn không thể không đề phòng Từ Dương, nhưng mặt khác hắn cũng rất tò mò thực lực khủng bố như Từ Dương, căn bản không cần đến tham gia hoạt động lần này. Hắn đến áp tiêu cũng không có khả năng là vì một ít tiền tài, dựa vào thân thủ thực lực như hắn muốn đạt được tài phú trên bộc châu đại lục quả thực rất dễ dàng, như vậy mục đích chân chính của hắn là cái gì? Chẳng lẽ là có liên quan đến Tam Vương gia? Nghĩ đến những vấn đề này, trong lòng ngũ gia cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất hắn không bao giờ coi từ dương là một người hộ tiêu bình thường nữa mà là một thế ngoại cao nhân tràn ngập màu sắc thần bí tất cung tất kính đi tới trước mặt từ dương hướng về phía hắn hai tay ôm quyền các hạ thực lực thông thiên nếu như có chỗ khó khăn gì hoặc là có thể dùng được lão ngũ ta ngay cứ việc phân phó lần này tiêu ngân thành công ta đem hoa hồng tăng lên 200 trăm điểm từ dương mỉm cười nhìn ngũ ra ngươi người này ta thích nhất định sẽ hữu dụng đến nơi ngươi yên tâm đi thức thời làm việc là tuấn kiệt thời buổi này cũng chỉ có người như ngươi mới có thể ăn được ta rất coi trọng ngươi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ngũ gia cũng đã làm cho ngũ gia thụ sùng nhược kinh lúc này mười mấy hộ tư nhân trong đoàn đội hoàn toàn trở thành bài trí hoặc là nói trở thành mã tử đi theo phía sau từ dương toàn bộ hành trình đều không có ảnh hưởng cùng cảm giác tồn tại gì đáng nói thẳng đến ngày thứ sáu cũng chỉ cách cẩm tú sơn trang không đến trăm dặm đoàn đội từ dương gặp phải nhóm đối thủ cuối cùng của tiêu hành lần này Bất quá lúc này cùng quy mô 2.000 người trước đó hoàn toàn bất đồng, người đến ngăn cản tiêu sa cộng lại chỉ có 7 người. Mỗi người hình thái rất khác nhau, thoạt nhìn cũng giống như một đội ngũ do các loại cao thủ thiên Nam Hải Bắc tụ tập mà đến. Tựa hồ chuyên môn chính là đang chờ đợi chuyến tiêu sa này. Người chặn đường giết không tha, từ dương rất bình tĩnh nói ra 6 chữ này, nhưng mà đối phương hiển nhiên không động đậy. Đại Hán vạm vỡ cầm đầu cười lạnh một tiếng, đút vào ngực mình. Ta biết người người này rất có năng lực lúc trước hai ngàn người đều bị một người ngươi giết chết bất quá đối mặt với mấy người trong đoàn đội chúng ta ngươi sẽ không có bất kỳ chỗ dụng võ nào đại gia hỏa này vừa dứt lời đột nhiên nhìn về phía sau nhà đầu tiểu la lị 17, 18 tuổi kia đột nhiên vứt bỏ kẹo dẻo trong tay đối với từ dương làm ra một cái mặt quỷ cười đùa càng người bay lên trời hóa thành một đạo hồng sắc quang măng hào quang này bắn vào trong đồng tử của từ dương nghiễm nhiên đã xâm lấn vào trong linh hồn thế giới của hắn các loại huyễn cảnh ở thế giới linh hồn của từ dương nhất nhất hiện lên cũng trong giờ khắc này, sáu người khác trong các đoàn đội khác đã mạnh mẽ ra tay với đội hộ tiêu, trong đó có ngũ già, mỗi người đều có năng lực sát thương đơn thể cực kỳ cường đại, trong thời gian rất ngắn đã giết mười mấy hộ tư nhân này không lưu lại, duy chỉ còn lại ngũ gia cùng tử dương, bị bảy người này vây quanh. Đáng chết, các người rốt cuộc là thân phận gì đến từ đâu, ngay cả tiêu sa phủ vương gia cũng dám cướp, các người thật sự là to gan lớn mật nha, tại sao, tên đại hán kia cũng nhịn không được cười ha ha nói cho người biết thật đi, dù sao các người cũng sắp rời khỏi thế giới này, thuê chúng ta đến cướp tiêu bạc lần này cũng là một vương gia. Tự hồ chính là bởi vì nghe được đại hán này nói ra một phen như vậy, từ dưng vốn nhìn như mê mang trong mắt thoáng cái khôi phục thanh tình, trên thực tế chỉ dựa vào một tay năng lực ảo cảnh này của đối phương, làm sao có thể khống chế được hắn đây, hắn chính là muốn dùng phương thức giả vờ bị nhốt lấy ra bí mật chân chính trong miệng đối phương. Thì ra là như thế, tình huống trong tưởng tượng của ta vẫn phát sinh, giữa bảy đại vương hầu căn bản không có bề ngoài thoạt nhìn hài hòa như vậy. Đây nếu là một hồi giao dịch bí mật giữa lục vương gia và ta vương gia, như vậy tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn đến thế lực cấp bậc vương hầu khác nhúng tay vào, ta chờ chính là các người. Khóe miệng từ dương nhếch lên một tia cười lạnh, đột nhiên trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem tráng hán hèn mọn trước mặt đánh bay ra mấy trăm thước, càng người trùng trùng điệp điệp va chạm vào trong cự thạch trong núi phun ra máu tươi. Cùng lúc đó sáu người kia không chút do dự tập trung khí tức bản thể của từ dương, hướng về phía hắn phóng thích giả áo nhiễm mạnh nhất của mình, bởi vì bọn họ nguyên bản còn giữ thái độ bảo lưu thực lực của Từ Dương. Nhưng được động tác vừa rồi không ai dám hoài nghi năng lực của Từ Dương liền không chút do dự phóng ra kỹ năng chưa bài mạnh nhất của mình, muốn trong vòng một hiệp trực tiếp đem Từ Dương đột kích miểu sát, đáng tiếc tính toán của bọn họ không hề hồi hộp thất bại, ngay cả phòng ngự hộ thể bên ngoài Từ Dương cũng không có ai có thể công phá. Đáng chết, tên gia hỏa này thật sự là quá cường đại, lão đại, chúng ta hình như đều không phải là đối thủ của hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, trận chiến này có muốn tiếp tục hay không? Đồ ngốc, trận chiến này ngũ vương ra, ngàn dặn vạn dặn nhất định phải có thu hoạch, nếu không chúng ta phải đề đầu đi gặp hắn, trận chiến hôm nay không phải là hắn chết, chính là chúng ta chết, nhanh chóng phóng thích ra tổ hợp pháp trận đi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, một lão đầu lùn mở miệng nhắc nhiều một phen. Cũng chính vào giờ khắc này, mấy người này thi triển ra áo nhiễm mạnh nhất của mình, cùng giai đoạn đánh đơn lúc trước bất đồng chính là, mấy người này kỹ năng áo nghĩa tổ hợp lại cùng một chỗ dĩ nhiên hình thành một đạo hoàn toàn phong với không gian lĩnh vực trận pháp nhìn ra được trận pháp này tương đối cường đại chung quanh khuếch tán ra khí tức làm cho người ta một loại tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn ngũ gia tuy rằng cũng là một cao thủ thực lực đứng đầu nhưng khi đối mặt với loại đối kháng cường độ này một mình hắn có vẻ theo phần vô lực theo bản năng ôm đầu mình thống khổ gào thét nửa ngày chờ đợi từ dương ra tay cứu viện nhưng mà làm cho hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là từ Dương phá giải lĩnh vực tổ hợp kỹ năng cường đại này vẹn vẹn chỉ làm ra một động tác một chỉ trời. Kế tiếp chỉ là trong nháy mắt, trên chín tầng trời một đạo lôi quang màu vàng ầm ầm hàng lâm, không thiên vị mà nện lên người mấy người trước mắt này, với quang thật lớn phóng thích ra quang diễm, trong khoảnh khắc liền đem mấy người này oanh tan xương nát thịt, hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Sau khi hoàn thành trận chiến này, khí tức giết chóc trên người Từ Dương so với lúc trước càng thêm cường đại hơn vài phần, bên ngoài một đạo âm hồng sắc quang mang nhưng ẩn như hiện cũng càng thêm tươi sáng một chút. Trời ơi, cái này cũng quá cường đại phải không? Các hạ có thể nói cho ta biết, thực lực của ngài đã đạt tới trình độ nào không? Sau khi cảm nhận được nguy hiểm chung quanh hoàn toàn biến mất, ngũ ra cả người liệt ngồi trên mặt đất trong lòng sợ hãi mở miệng hỏi. Sau đó từ dương vẻn vẹn chỉ cho hắn một nụ cười ý vị thâm trường. Người không cần biết một chút này, hoặc là nói ta cũng không có cách nào hình dung trạng thái cụ thể của thực lực của ta. Bất quá trong bộc châu đại lục bất kỳ một loại hệ thống tu luyện nào cũng không có cách nào cân nhắc lực lượng của ta ta đến từ thế giới ngoài vực cuối hoang vu. Sau khi biết được một tin tức như vậy, ngũ gia trước mắt rốt cục hiểu được một cường gia đình cấp đến từ ngoài vực căn bản không phải là hắn có thể phỏng đoán. Đơn giản cũng không còn cảm thấy tò mò về thân phận của Từ Dương nữa, hắn rất rõ ràng loại cường giả cấp bậc như Từ Dương, quá mức xỉnh mò nội tâm của hắn là một chuyện tương đối nguy hiểm. Không thể tưởng được ngũ vương gia cũng có lòng nhúng tay vào chuyện giữa lục vương gia và ta vương gia, xem ra lần này tiêu ngân căn bản là một củ khoai lang nóng bỏng tay nha. Ngũ gia cảm khái như vậy, tự mình châm một điếu thuốc hít mạnh một hơi, cảm nhận được sự yên tĩnh và thư giãn của phần còn lại của cuộc đời sau thảm họa, nhưng Từ Dương vẫn như cũ là một bộ dáng vân đạm phong khinh, tựa hồ vừa trải qua tất cả chỉ là một hồi mộng. Kỳ thật ngươi căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu như phán đoán của ta không sai, lần này bên trong tiểu căn bản không có gì cả. Ngũ gia sau khi nghe điều Từ Dương, cả người sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên. Trời ơi sao làm thế nào để ngươi đưa ra phán quyết như vậy từ dương bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng lắc đầu nếu như trong này thật sự niêm phong vật quý giá gì đó vậy nhất định là do lực lượng dòng chính của vương hầu tự mình hộ tống làm sao có thể dùng những giang hồ các ngươi thảo mãng còn khắp thế giới đánh tín hiệu giao dịch giữa hai đại vương gia nếu như phán đoán của ta không sai đây căn bản là một vở kịch giữa ta vương gia và lục vương gia muốn xem một cái trong thất đại vương hầu rốt cuộc là nhất mạch nào không nhận được muốn có động tác như vậy Ngũ gia nghe được từ dương nói như vậy càng cảm thấy sợ hãi. Dựa theo lời các hạ nói, lúc này đây chẳng phải chúng ta nâng được một củ khoai lang nóng bỏng tay sao, đem một phần tiêu ngân vô trùng sinh hữu này mặc dù đưa đến cẩm tú sơn trang, chúng ta thu được vẹn vẹn chỉ là mấy phần ngân phiếu. Nhưng ngày sau chúng ta sẽ mang theo toàn bộ ngũ vương gia nhất mạch dốc sức đuổi giết, đây không phải là đem chúng ta như bia đỡ đạn đùa bỡn trong lòng bàn tay sao. Từ dương cười ha ha. Ngươi đừng quên, cho dù là tiểu binh tiểu tốt, cũng có năng lực chém giết tướng sói vương hầu huống chi trong ván cờ này cho dù là bị coi là tốt chúng ta cũng có quyền khống chế vận mệnh của mình từ giờ trở đi người người liền theo ta phát huy tác dụng độc quyền của mình đây là cách duy nhất có thể bảo trụ tính mạng của người ngũ gia dĩ nhiên không còn lựa chọn nào khác hắn chỉ có đi theo bên người từ dương mới có thể bình yên sống sót cũng chính vào giờ khắc này hắn rốt cục làm rõ bí mật chân chính của từ dương cùng dã tâm ẩn giấu ở chỗ sâu nhất các hạ quả nhiên là trí tuồn cao xa có thể chu toàn giữa các lộ vương hầu, chỉ sợ cũng chỉ có thực lực như các hạ mới có thể bình yên sống sót. Hiện tại ta đã không còn lựa chọn nào khác, nếu đã lên chuyến xe này, muốn sống sót, cũng chỉ có thể ôm lấy một cái đùi của các hạ. Ngày sau đại phàm là có chỗ cần ta, các hạ cứ việc mở miệng là được, ta chính là quản gia tùy tùng của ngươi. Tử Dương cười khẽ nhún nhún vai. Tùy tiện ngươi an bài cho mình nhân vật như thế nào cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được, mặc kệ tương lai gặp phải tình huống như thế nào, cũng sẽ không lựa chọn phản bội ta, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ tặng cho người một phần cơ hội hoàn toàn mới, đây không phải ai cũng có cơ hội như vậy. Cảnh sát sừng sững trắng lệ của Cẩm Tú Sơn Trang rất hấp dẫn người khác, Từ Dương cùng Ngũ Gia rốt cục ở trạng vạng trước giờ dự định đi tới chân núi này, xa xa nhìn thấy bốn chữ kim quang to chói sáng kia, Ngũ Gia cuối cùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Từ Dương lại chỉ có tràn đầy hưng phấn. Ta đã khẩn cấp muốn đi vào thăm dò đến tột cùng, ngược lại muốn xem trong cẩm tú sơn trang này đến tột cùng cất dấu bí mật tam vương gia nhất mạch như thế nào. Từ Dương cũng không đem toàn bộ nội dung nói ra miệng. Hắn chân chính khát vọng đạt từ chính là một viên cần vương lệnh trong tay tam vương gia. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, trên danh nghĩa cẩm tú sơn trang chỉ là một biệt viện của tam vương gia, nhưng nhìn địa thế cùng với quy mô kiến trúc nơi này, tuyệt đối cất dấu bí mật vô cùng trọng yếu của tam vương gia nhất mạch.